Chuyện vui về triết gia Trần Đức Thảo. Sinh năm 1917, mất năm 1993. Anh Cao Xuân Hảo, nhà ngôn ngữ học, bạn tôi từ mấy chục năm nay. Anh vừa là học trò, vừa là hàng xóm của triết gia Trần Đức Thảo, trước ở ngõ Hàng Chuối và sau này ở khu tập thể Kim Liên. Anh kể, mình đang ngồi dịch sách bỗng ngửi thấy mùi cháy khét, nhìn sang buồng thầy Thảo, thấy khói tuôn ra các ngách cửa. Mình hốt hoảng xô cửa vào, cả gian buồng mở mịt khói. Lạ lùng nhất là thầy Thảo đang đứng bên cửa sổ giữa đám khói, hai tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm độc thoại như đang trình bày một vấn đề gì đó với cả đám đông vô hình trước mặt. Mình gọi giật, anh Thảo, buồng anh có cái gì cháy thế? Anh Thảo giật mình, vẻ ngơ ngác như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê ngủ. Cháy à? Cháy cái gì, ở đâu nhỉ? Khói ở đâu ra mà nhiều thế? Thì khói ngay trong buồng anh chứ đâu. Mình xông vào giữa đám khói, tìm quanh gian buồng. Một lúc mới phát hiện ra cái bếp dầu nằm khuất sau tủ sách, trên bếp một cái son nhôm bị nung đỏ rực. Té ra là thầy nấu cơm, cơm cạn, quên cả đẩy vung, quên cả tắt bếp. Xong cơm nấu một bữa ăn cả ngày, cháy thành than và đang bốc khói khét lẹt. Phải vất vả lắm mình mới tắt được cái bếp dầu nóng rẫy và bưng được cái son than cơm ra khỏi buồng. Mình không bưng thì thầy có thể dùng tay không mà bê cái son. Anh đang làm gì mà mải mê thế? Mình hỏi. Thầy gỡ cặp kính ra khỏi mắt, lau lau vào vạt áo nói. Mình đang chú giải một chương hết sức lý thú và quan trọng trong toàn bộ chiếc tác của Hegel. Rồi thầy ngồi luôn vào bàn viết, như không còn nhớ gì đến vụ hỏa hoạn chết người suýt nữa xảy ra. Thầy ở tầng gác 3, các gian buồng ở khu tập thể được thiết kế rất giống nhau. Một buổi trưa thầy đi chợ về, tay xách cái làn đựng mớ rau muống, mấy bìa đậu phụ, chai nước mắm. Mới trèo lên đến tầng 2, thấy gian buồng cạnh cầu thang cửa khép hờ, thầy đẩy cửa bước vào. Cửa buồng của thầy cũng thường khép hờ như vậy. Người đáng trí thì thi thoảng cũng có thể vào nhầm buồng, nhưng vừa bước vào họ đã nhận ra ngay. Thầy Thảo thì không. Mặc dù vật dụng trong buồng này sang trọng gấp 10 vật dụng trong buồng của thầy, riêng cái giường của thầy hẹp mà trải chiếc chiếu mốc meo. Còn buồng này giường rộng gấp đôi, trải vải hoa sặc sỡ. Thầy thản nhiên để cái làn xuống nhà, nằm lăn ra giường, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà và thượng cả hai chân lấm bụi lên vải hoa. Chị chủ nhà quét tước ngoài hành lang bước vào chố mắt nhìn. Anh Thảo vào chơi lúc nào mà em không để ý? Thầy hơi ngẩng lên nhìn chị chủ nhà, mặt nhăn lại nói. Xin lỗi chị, tôi vừa đi về hơi mệt, có gì cần trao đổi mời chị đến chiều. Nhưng đây là phòng nhà em kia mà. Thầy hốt hoảng ngồi dậy, nhìn quanh buồng, vẻ ngơ ngác. Nhỉ, chết thật, đúng là tôi nhầm, thành thật xin lỗi chị. Một hôm, thầy gọi mình sang. Hảo kể, tôi đọc em nghe cái này rồi em góp ý kiến xem, tôi viết thế đã được chưa? Mình chuẩn bị để nghe một thiên khảo luận triết học. Nhưng té ra là một bức thư gửi Ủy ban Nhân dân khu phố và ban lãnh đạo khối phố. Thư được viết với văn phong chuẩn mực chính xác của một thiên bút ký triết học. Nội dung tóm tắt của bức thư như sau. Sau khi bố tôi mất, trong khu phố có dư luận Trần Đức Thảo đối xử với bố không tốt. Bố ốm không thuốc men, chăm sóc không chu đáo nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Tôi xin thanh minh với dư luận. Đó không đúng. Tôi đã nuôi dưỡng bố tôi rất tận tình. Lúc bố tôi ốm, tôi lo chạy chữa thuốc men đầy đủ, mặc dầu hoàn cảnh kinh tế rất eo hẹp. Nếu cần thiết, ủy ban cho người đến điều tra các hộ hàng xóm để xác minh ý kiến trình bày của tôi, vân vân. Mình ngồi ngẩn ra, nhìn thầy và tự hỏi, không biết thầy đã điên chưa đây? Mình hỏi, nhưng việc này cần thiết gì mà thầy phải mất công đến như vậy? Thầy nhìn mình, mắt chớp chớp sau cặp kính trắng, có vẻ lấy làm lạ, sao cậu học trò mình lại đặt ra một câu hỏi ngu ngốc thế? Thầy cẩn thận gấp bức thư đút vào hông phong bì nói, việc này theo tôi rất cần thiết để chính quyền người ta khỏi hiểu nhầm đạo đức của người trí thức. Sau ngày ông cụ mất ít lâu, thầy muốn dẹp bỏ những vật dụng thường dùng của bố vì gian buồng quá chật chội, nhưng một mình thầy không đủ sức chuyển những vật dụng khá nặng từ tầng gác 3 xuống sân. Một buổi trưa, thầy đi đâu về, thấy mấy chị buôn trẻ trai đồng nát ngồi túm tụm trên bãi cỏ,
soạn xếp những vật dụng mua được. Thầy quan sát có rất nhiều thứ mà mình đang muốn bỏ đi. Thầy nói với các chị, tôi có một số đồ đạc bỏ đi giống những thứ này, nhưng không mang xuống được. Tôi muốn nhờ các chị khiêng giúp có được không? Các chị vui vẻ nhận lời ngay. Giường, tủ buffet, ghế đầu, ghế tựa, chậu thau, chăn màn, áo quần, giày dép được đưa xuống chất thành một đống lớn. Các chị lại còn giúp thầy quét tước gian buồng khá tươm tất. Thầy rất cảm động trước lòng tốt và nhiệt tình của các chị. Thầy nói, tôi muốn phiền các chị mang những đồ đạc đó ra khỏi sân, vứt ngổn ngang ở đó. Bà con trong khu tập thể họ phê bình làm mất trật tự, vệ sinh công cộng. Tiền công bao nhiêu, các chị cho tôi biết. Các chị nói, chị em chúng tôi thấy hoàn cảnh bác neo đơn, dọn dẹp giúp bác, chẳng phải công xá gì đâu ạ. Một giáo sư đại học ở tầng trên nhìn xuống đống đồ đạc dưới sân, tiếc ngẩn người. Giường tủ chăn màn còn tốt thế kia, sao ông ấy lại không nhờ mình khiêng giúp? Còn thầy thì phấn khởi ra mặt, vì khỏi tốn tiền công nào mà giải quyết được một việc sức mình không sao giải quyết nổi. Thầy gọi Cao Xuân Hạo sang xem gian buồng vừa được dọn sạch đồ đạc, gật gù đắc ý. Bà con lao động thật tốt, thật từ tâm, thật đáng kính trọng. Dễ có đến 2 năm tôi không đến khu tập thể Kim Liên. Lần này trở lại, tôi ngạc nhiên thấy cái quán của bà cụ móm dưới gốc xà cừ mà 10 năm trước tôi thường ghé hút thuốc, uống nước, vẫn còn nguyên ở đó. Tôi vào quán uống chén rượu, thay bữa ăn sáng. Bà cụ đang rôm rả nói chuyện với mấy anh xích lô, chắc là những khách quen. Con cháu nhà tôi nó vừa sắm được cái tivi màu nội địa. Tối hôm kia, bắt dây dợ xong, bật lên, thì đang chiếu cảnh tang lễ một ông tên là gì gì Thảo đó. Người ta giới thiệu cái ông Thảo này là nhà triết học nổi tiếng thế giới, làm đến 6-7 chức, chức nào cũng dài dài là, chắc là toàn chức to, được tặng huân chương độc lập hạng 2. Ông ta sang tận bên Tây mà chết, cả Tây cả ta đều làm lễ truy điệu, toàn bộ cấp cao, có danh giá đến dự. Trong khu nhà B6 đằng kia, cũng có một ông tên Thảo, nhưng lôi thôi, nhếch nhác quá mấy anh công nhân móc cống. Mùa rét thì áo bông sù sụ, mùa nực thì bà ba nâu bạc phếch. Còn ống cao ống thấp, chân dép cao su đứt quai, đầu mũ lá sùm sụp, cưỡi cái xe đạp Peugeot con vịt. Mà mấy bà đồng nát cũng chê. Thật đúng như anh Hề làm siếc, mặt cứ vác lên trời, đạp xe thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình như anh dở người. Một buổi trưa nắng chang chang, ông ghé vào quán uống cốc nước chè xanh. Tôi hỏi, ông đi đâu về mà nắng nom vất vả thế? Ông nói, lên chợ Hàng Bè mua củi đun. Tôi hỏi, thế củi ông để đâu cả rồi? Ông quay lại nhìn cái bóc ba ga, mà cứ ngẩn tò te, chỉ còn có cái sợi dây buộc. Củi nạ rơi đâu hết dọc đường, chẳng còn là một que. Nghĩ cũng tội, già ngần ấy tuổi đầu mà phải nấu lấy ăn, không vợ không con. Đấy, cũng là Thảo cả đấy, mà Thảo một đằng thì chết danh chết giá, còn Thảo này thì sống cơ cực trần ai. Bà cụ chép miệng thương cảm. Một vài năm nay, không thấy ông đạp xe ngang qua đây, dễ chết rồi cũng nên. Tôi uống cạn chén rượu, cười góp chuyện. Cái ông Thảo mà bà kể đó, chính là cái ông Thảo người ta chiếu tang lễ trên tivi. Bà già bĩu môi. Ông đừng có tưởng tôi già cả mà nói lỡm tôi. Hành trình cuối cùng của một triết gia. Cái chết là một điều khủng khiếp. Không ai không nguyền rủa cái chết. Nhưng lần này tôi phải tạ ơn cái chết. Vì một lẽ, nhờ cái chết mà tôi và rất nhiều người khác trong nước, qua các báo chí, nhân dân, văn nghệ, giáo dục thời đại, được biết rằng đất nước chúng ta đã từng sinh ra một triết gia tầm cỡ quốc tế. Vì đây là một con người siêu việt của Việt Nam đã đành, mà còn đáng cho nền văn hóa Pháp tự hào. Con người đó cũng có phần cấu thành của chung nhân loại. Lời giáo sư Đại học Nguyễn Đình Chú trong một bài viết của ông. Chúng tôi được biết nhiều tác phẩm triết học của triết gia đã được xuất bản ở Pháp, ở Anh, ở Mỹ, ở Tây Ban Nha, ở Nhật, ở Đức, ở Hungary. Một số nước ở châu Âu đề nghị được mời triết gia sang nước họ để viết thêm những tác phẩm triết học khác. Viện Hàn Lâm Đức muốn mời triết gia sang để trao đổi vấn đề con người về Hegel. Chúng tôi được biết, ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, trong một cuộc họp báo tại Paris, một phóng viên hỏi triết gia, nếu quân đội viễn chinh Pháp đổ bộ lên đất nước ông,
thì nhân dân ông sẽ đón tiếp như thế nào? Triết gia trả lời: nổ súng. Và vào năm 1949-1950, khi những người lính chúng tôi, nhiều người vừa đọc vừa đánh vần và không ít người chưa thoát nạn mù chữ, thì tại đất Pháp, triết gia luận bàn với ông Sartre, một trong những cây đại thụ triết học và văn học Pháp, về chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa hiện sinh. Triết gia ấy đã bảo vệ một cách kiên quyết sự đúng đắn toàn vẹn vô song của chủ nghĩa Marx. Triết gia ấy đã cầm vũ khí triết học chia lửa cùng quê hương trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, năm 1952, triết gia đã từ bỏ tất cả vinh quang, tiền bạc, tiện nghi và phương tiện nghiên cứu học thuật, trở về tổ quốc theo con đường Paris, London, Praha, Moscow, Bắc Kinh, Việt Bắc, để cùng được ăn rau tàu bay chấm muối với chiến sĩ và cùng run những cơn sốt rét rừng. Và triết gia đã nhận công tác tại văn phòng Tổng Bí thư, rồi Ủy viên Ban Văn sự địa, nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Giám đốc Trường Đại học Sư phạm Văn khoa, Chủ nhiệm Khoa sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên viên cao cấp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, triết gia đã bay sang Pháp để hoàn thành tác phẩm triết học Marxist quan trọng của đời mình, Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người. Triết gia đã chút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người khi tác phẩm còn viết dở dang. Triết gia có tên là Trần Đức Thảo. Lần này triết gia trở về tổ quốc trong khoang hành lý máy bay, chiếm một chỗ hết sức khiêm nhường. Triết gia đã hóa thân thành tro nằm trong cái bình bằng kim loại sơn màu xanh thẫm, hơi giống một chiếc cúp bóng đá và cũng to bằng cỡ đó. Về đến Hà Nội, vì không gia đình, vợ con và không có cơ quan nào và trường đại học nào trước đây triết gia đã từng công tác và giảng dạy, nhận về để nhờ hoặc để quản, nên triết gia phải tạm trú dưới cái gầm cầu thang của nhà tang lễ thành phố số 125 đường Phùng Hưng, Hà Nội. Được biết tin này, tôi tìm đến thắp hương và lễ triết gia với lòng ngưỡng mộ sâu xa đối với một nhân tài của đất nước. Gầm cầu thang nhà tang lễ thành phố tựa tựa cái hang và được ngăn thành ba hốc, mỗi cái hốc là một phòng dành cho các bình tro hải cốt tạm trú trước khi có người đến nhận. Ba phòng trú có thiết kế và trang trí nội thất đều giống nhau, mỗi phòng rộng chừng 7-8 thước vuông. Trần phòng thấp đổ dốc về phía trong theo độ dốc của cầu thang, một cái bệ xi măng quét vôi vàng và giữa trần là một quầng đen ám khói hương. Bên trên trần là những bậc thang lên tầng 2 của ngôi nhà, tiếng giày, tiếng guốc lên xuống rậm rịch. Triết gia tạm trú ở phòng số 3 kể từ ngoài cửa vào. Tuy các phòng không đề số phòng nhưng không có cửa nên cũng dễ tìm. Bình tro đặt trong cái hộp các tông xung quanh phết giấy điều. Trước bình tro là bát hương, sau bình tro trên tường dán tấm giấy điều với mấy chữ nho nguệch ngoạc. Lúc tôi đến thì hai phòng 1, 2 đều bỏ trống và hình như đã lâu không có ai thuê vì cả hai bát hương đều gầy guộc chân hương. Nhìn cái bệ xi măng, bát hương, hộp các tông đựng bình tro, tấm giấy điều dán trên tường với mấy chữ nho nguệch ngoạc, nghe tiếng giày guốc rậm rịch sát ngay trên đỉnh đầu, tôi bỗng chợt nhớ câu thơ của Walter Whitman trong tập Lá cọ, thiên tài của ông: nếu chết, tôi xin phó thân cho bùn đất để tái sinh làm ngọn cỏ tôi yêu. Hãy tìm tôi dưới đế giày của các bạn. Tôi được biết triết gia là người chiếm kỷ lục thời gian tạm trú ở đây, 50 ngày đêm, và mỗi ngày đêm tiền thuê phòng là 5.000 đồng. Tôi nói vui với một cán bộ của công ty: thế này thì giá tiền phòng đắt bằng khách sạn 3 sao rồi còn gì. Anh ta cãi: đắt sao bằng, tiền phòng khách sạn 3 sao mỗi ngày đêm ít nhất là 150.000. Nếu khách quốc tế thuê, trả bằng đô thì giá còn cao hơn. Tôi nói: nhưng diện tích phòng các anh là diện tích tranh thủ, chưa đầy mét vuông, không gian chỉ hơn nửa thước khối. Khách thuê phòng không phải dùng đến giường, đệm, chăn, màn, tivi, tủ lạnh, điện thoại riêng, máy điều hòa nhiệt độ, toilet, nhân viên phục vụ. Tính chi ly theo tôi còn đắt hơn cả khách sạn 5 sao. Triết gia phải tạm trú lâu như vậy là để chờ quyết định trên có được đưa vào mai dịch hay về văn điển. Tôi tính rằng nếu cho trong bình kia biết nói thì cho sẽ nói.
người cách mạng không nên đòi hỏi hưởng thụ quá nhiều những tiêu chuẩn mà cách mạng đã quy định. Tôi mới đủ tiêu chuẩn văn điển, sao lại cứ đòi hưởng vượt tiêu chuẩn mai dịch? Thói đặc quyền đặc lợi đã làm hư hỏng biết bao nhiêu con người tốt. Nên đưa tôi đi sớm ngày nào hay ngày ấy để đỡ tốn kém tiền của nhân dân. Sau 50 ngày chờ đợi, tốn mất 250.000 tiền phòng, triết gia đã được trên quyết định đưa về mai táng tại khu A Văn Điển, khu Vĩnh Viễn, hưởng thụ đúng tiêu chuẩn quy định. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 1993, tôi may mắn được cùng với bà con thân thích, mấy người học trò xưa, người vợ cũ từng tốt nghiệp Đại học Sorbonne của triết gia và một số cán bộ lãnh đạo của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đưa tiễn triết gia đoạn hành trình cuối cùng của đời ông. Khu A Nghĩa Trang Văn Điển có hàng nghìn ngôi mộ xếp thành hàng thẳng tắp, được xây giống nhau, giống hệt những căn hộ khép kín của các khu nhà lắp ghép. Các hàng mộ cũ đều đã kín chỗ, nên mộ của triết gia được đánh giá là một trong những nhà triết học hàng đầu của thế kỷ. Tuần báo Văn Nghệ, tháng 5 năm 1993. Tác giả phương pháp hiện tượng học của Husserl, hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng, nguồn gốc ngôn ngữ và ý thức triết học, đã đi đến đâu? Là ngôi mộ mở đầu cho một hàng mới. Nhìn ngôi mộ đơn độc đang xây chát dở dang, tôi thầm nghĩ, triết gia nằm ngay ở đầu hàng lại hóa hay, giống như ở tầng trệt của khu nhà tập thể cao tầng. Ông sẽ tránh được cái nạn vào nhầm mộ người khác. Như ngày còn ở khu tập thể Kim Liên, ông ở tầng 3 nên ông thường xuyên vào nhầm phòng ở các tầng dưới. Mộ của ông khá đặc biệt, bình tro được đặt trong tiểu sành được đặt dưới khuôn huyệt. Bên trên có nắp bê tông đậy kín. Như vậy là ông được mai táng theo cách các nhà giàu có xưa. Trong quan, ngoài quách, đây có lẽ là sự xa xỉ độc nhất trong cuộc đời triết gia quá ư thanh bạch của ông. Mà nếu biết được, tôi tin chắc ông sẽ kịch liệt phản đối. Lúc bình tro hạ huyệt, tôi châm nén hương lễ ông và khấn thầm. Anh Thảo ơi, xin anh đừng quá nghiệt ngã với bản thân đến thế. Với tất cả công tích, tài năng, trí tuệ trác việt và những tác phẩm triết học mà anh đã chọn đời dâng hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho sự toàn vẹn vô song của chủ nghĩa Mác, thì anh cũng có quyền được hưởng một chút xíu xa xỉ như vậy.